Pimin Shop.com, các bạn đang sơ sinh có thể tử giá 20k bằng bút tham thu thưởng. Tất cả thông tin mình có để link dưới phần mô tả hoặc cho comment. Và hiện tại mình đang cần nhập bạc tất cả các server đăng ký ảo của đệ tử và tất cả ạc VIP. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ qua Zalo 0364402093. Tất cả thông tin mình cũng có để link dưới phần mô tả hoặc cho. Hello anh em quay trở lại với kênh của mình. Anh em biết tin gì chưa? Hiện tại quái ốc tiêu chí 57 đang làm một cái series bên server 2, tính làm cảnh sát anh em ạ. Bao quát hết cái server 2 đấy. Thì mình thì vốn dĩ mình chơi server 1 anh em ạ. Nhưng mà thấy còi làm bên đấy lộng hành gọi là đẳng cấp quá. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ làm một cái gọi là lập một cái tem đối đầu lại với quái ốc tiêu 957 anh em nhá. Đối đầu lại. Siêu cảnh sát thì sẽ có siêu trộm anh em ạ. Siêu cảnh sát sẽ có siêu trộm. Ok, thì mình sẽ lập tem đối đầu với quái ốc tiêu 957 nhá. Và sẽ có một ngày mình sẽ tái ngộ với quái ốc tiêu 57 để xem sự lợi hại của còi đến đâu nhá. Ok, anh em cùng hóng cái series này của mình nhá. Và hãy cùng đồng hành với mình trong cái series này nhá. Ok, nó sẽ khá là hay và hấp dẫn anh em nhá. Và hôm nay thì mình quyết định mình sẽ chơi bên server 2 anh em nhá. Từ lúc mà mình làm cái YouTube đến bây giờ ấy thì mình chưa có chơi server 2 lần nào cả anh em nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ sang server 2 anh em nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ qua server 2, mình sẽ làm một cái hành trình mới cùng với quái ốc tiêu 97, lập cái tem đối đầu lại xem nó đến đâu anh em nhá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bấm một phần chơi mới anh em nhá. Ok, hiện tại mình đang bấm một phần chơi mới anh em ạ. Đó, mình vừa chơi sẽ là con xây ra anh em ạ. Chơi xây ra, tóc thì mình sẽ chơi kiểu tay này đi cho đẹp anh em nhá. Ok, tên thì mình sẽ lập tên là Minh Siêu Trộm. Đó, cho chết anh em ạ. Minh Siêu Trộm. Anh em lại bảo thằng này kiểu thằng này không có tương lai. Ui xời, anh em cứ đồng hành mình đi. Ok, Minh Siêu Trộm. Không biết tên nó dài quá không nhỉ. Ồ, tên dài quá anh em ạ. Minh Siêu Trộm. Minh Siêu Trộm. Siêu. À đây, nó có cây về cây anh em ạ. Minh Siêu Trộm. Ok. Ok. Ô, dài quá anh em ạ. Vi Minh Siêu Trộm ST anh em nhá. Xem được không? Ok. Rồi. Vi Minh ST có nghĩa là Vi Minh Siêu Trộm anh em nhá. Và bây giờ mình sẽ bấm ok. Rồi, tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hành trình mới bên server 2 anh em nhé. Thì cũng sắp hết hè rồi, đến tháng 8 anh em đi học rồi đúng không? Thì mình sẽ cố gắng cày cái series này nó thật là nhanh, thật là hấp dẫn anh em xem nhé. Nếu mà ở bên server 2 này thì mình sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Tại vì lạ lức lạ cái đúng không? Đó, còn nhiều lúc muốn làm nhiệm vụ các thứ đấy thì cũng khá là khó khăn anh em ạ. Nhưng mình sẽ cố gắng anh em nhé. Đó, anh em xem clip của mình thấy hay thì đừng tiếc một like, một lời chia sẻ làm gì cả anh em nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ qua làm cái con lốt để mình có thể tiêu diệt 5 con mộc nhân anh em nhé. Đó. Thì hiện tại cũng không có x2 nữa cho nên là úp nó cũng khá là lâu nữa anh em ạ. Đó, nhưng mà dù sao đi nữa thì mình sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ và cũng như là hành trình này nó một cách là thực sự là nhanh nhất anh em nhé. Đó, xem vào 2. Ok. Rồi, tại mình đã đánh được 4 trên 5 con mộc nhân rồi. Ok, còn mỗi con này nữa thôi. Rồi. Ok, và hiện tại mình đã làm xong cái nhiệm vụ này rồi anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ bấm vào ông Paraporori. Rồi, ok. Rồi, đối đầu này. À, bản đồ. Rồi, mình sẽ đến cái nhiệm vụ là thu thập 10 cái đùi gà anh em ạ. Hiện tại vẫn chưa bay được. Một xíu nữa mới bay được. Phải làm xong nhiệm vụ 10 cái đùi gà này mới bay được em nhé. Đây, mình sẽ qua một khu mới. Thì hồi trước thì có cái úp gọi là úp đồ kích hoạt ấy. Thì cho nên là anh em úp bên này nó khá là đông. Nhưng mà hiện tại thì hết cái khoản là úp đồ kích hoạt rồi. Cho nên là ôi trời. Cho nên là anh em không úp ở bên này mới anh em ạ. Ô, mấy nên này phá này. Anh em rõ vip mà đi phá mấy anh em này. Khổ chưa? Trời. Đây
mình sẽ ăn con này nhá. Đây, mình sẽ cố gắng ăn con này. Đây, nếu mà mình úp trong đêm thì nó sẽ nhanh hơn anh em ạ. Ôi, trời ơi, sao lại phá vào mình ta. Này, mình sẽ qua khu khác đi nhá. Đây, mình sẽ qua khu 6 đi. Câu 6 có khả năng là sẽ may mắn hơn rất nhiều. Ok, hiện tại mình đã qua khu 6 anh em ạ. Đấy, Pem Boss thì nó khá là yếu. Đây, Pem khoảng 10, nhặt 10 cái đùi gà anh em ạ. Đó, tại mình đã được khoảng 1 cái đùi gà trên 10 rồi. Đấy, quái này thì mới đầu thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn anh em nhé. Đó, nhưng mà về sau thì mấy boss này thì nó cũng dễ dàng thôi, easy anh em ạ. Đấy, cái gì nó cũng có cái giá của nó, với lại cái gì nó cũng kiểu nó sẽ có một cái sự thay đổi nhất định em ạ. Ngày hôm nay có thể mình yếu nhưng ngày mai mình sẽ VIP hơn rất là nhiều. Cho nên là làm gì mình cố gắng thôi anh em. Đó. Rồi, mình sẽ cố gắng mình làm siêu trộm bên server 2 anh em nhé. Đó, xem có ốc tiêu 97 làm gì được mình. Anh em thử đón xem nhá. Đây, hiện tại thì mình còn 3 viên đậu nữa. Và mình sẽ cố gắng pem con này bằng 3 viên đậu anh em nhé. Tại vì khu này ít người cho nên quái nó đam mình nó không đau mấy anh em ạ. Đây mình sẽ cố gắng pem này. Đấy, nhấp 2 lần là được. Ok. Ok, mình ôi, lên chưa anh em? Mình được cái quần này. Mình được cái quần anh em ạ. Đây. Đấy, nhặt rồi. Được cái quần xem có sao. Ô, không có sao anh em ạ. 22 HP, ok, 22 HP là cũng VIP rồi. Ok. Hiện tại là xem nào. 6 trên 10 rồi anh em ạ. Mình sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng khoảng đây. 7 trên 10 rồi. Một xíu nữa thôi. 7 trên 10, ok. 7 trên 10 thì cũng nhanh thôi. Khoảng 3 con nữa là được. Đây mình sẽ cố gắng làm những cái nhiệm vụ dễ này cho thật là nhanh em ạ. Phải thật là nhanh. Tại vì những cái nhiệm vụ này mình làm chay cũng được mà. Ok. Đó. Đây còn một con nữa anh em ạ. Boss thì nó đánh mình lúc thì trừ 4, lúc thì trừ 7 thì cũng được. Mình vẫn cân tốt. Không phải hồi sinh. Đó, xong nhiệm vụ anh em ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua làng Kakalot. Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ đến nhà Broly thu hoạch đậu, báo cáo ông Paragus. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của mình chính là nhiệm vụ đi nhặt sao băng em ạ. Nhặt sao băng ở vách núi Kakalot. Đây. Ô, mình phải sử dụng tiềm năng ngạt mũi anh em ạ, anh em thông cảm nhé. Mùa hè này mình bị bệnh nhiều lắm anh em ạ. Mùa hè này thức nhiều, bị bệnh khổ lắm, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm video cho anh em xem. Cuộc gay cấn lắm anh em ạ, series này sẽ rất là gay cấn luôn, nó cực kỳ là gay cấn anh em nhé. Anh em cố gắng đón xem cái series này, nó hay lắm. Cứ từ từ qua sẽ nhờ anh em ạ. Đấy, thành công nó sẽ đến thôi. Ok, vậy là mình đã làm xong nhiệm vụ live rồi. Và chắc video mình dừng tại đây nhá. Thì video tiếp theo mình sẽ ra một... Mình sẽ làm tiếp những nhiệm vụ tiếp theo cho anh em xem. Ok, thì clip này cũng khá là dài rồi. Mình sẽ chia nhỏ ra để cho anh em xem cho nhẹ nhá. Ok, cảm ơn em đã xem clip của mình và hãy đón xem cái hành trình của Vi Minh siêu trộm nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye anh em nha. Bye bye.